chàng lột xác từ anh mọt sắc thành nhà thiết kế thời trang danh giá. Nàng nữ sinh thanh lịch một thời, nay là bà mẹ đơn thân nghèo túng. Liệu tình yêu có tồn tại giữa hai số phận quá trái ngược? Còn em chỉ nghĩ tới tiền thôi sao? Đúng, con sẽ cưới Mật Mật. Đón xem tình yêu mật ngọt lúc 18 giờ hàng ngày trên Channel B.